Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Thanh Huyền Vlog. Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay tiếp tục gửi đến quý vị một số những cái nội dung xung quanh câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng. Đặc biệt là buổi tối ngày hôm qua chúng ta biết được rằng là chú Huỳnh Duy Dũng cũng như là công ty cổ phần Đại Nam đã cho ra một cái thông báo liên quan đến câu chuyện tình hình pháp lý. Trong đó thì có danh sách 100 cái tên từ TikTok, Facebook rồi cho đến YouTube. Thì cũng có một số những cái cá nhân đã lên tiếng để mà phản biện nội dung này của công ty Đại Nam cũng như là chú Dũng. Trong đó, đó thì nổi trội nhất vẫn là Nguyễn Sinh, một trong những cái nhân vật mà đã tham gia drama của bà Nguyễn Phương Hằng từ thời điểm đầu. Thì Nguyễn Sinh đã có những cái nội dung như sau: không biết là luật sư Đặng Anh Quân chấp hành án xong chưa, chứ giờ thì lập vi bằng danh sách hàng trăm người thế kia đòi đưa ra pháp luật thì phải cần rất nhiều người để hỗ trợ. Xem ra việc lập vi bằng cũng cả là một vấn đề. Có mấy bạn TikToker ngày live 15 tiếng, live liên tục 2 tháng nay, nên phải cần những người như là anh Quân tư vấn thì mới hiệu quả được. Thì cái câu chuyện này đó, thì mình nghĩ rằng là bản thân Xin cũng không cần lo. Tại vì đội ngũ của Đại Nam thì khá là đông, luật sư thì cũng vài chục người chứ không phải là ít nha. Nhà giàu nên quyền lợi họ hơn nhà nghèo như mình, nên muốn thua muốn kiện ai trả được. Còn có căn cứ hay không thì cứ đợi cơ quan chức năng người ta kết luận, tố cáo thì được. Thì bị đơn cũng phản tố được mà, luật cũng có các điều khoản quy định rõ ràng về người tố cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với những gì mình đã tố cáo, trung thực về nội dung tố cáo, cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo sao cho đúng sự thật. Ông Nguyên ổng hiền chứ thời đấy mà ổng quay lại tố cái tội danh bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì cũng phức tạp phết. Xã hội văn minh không chấp nhận tố cáo chủ ý sai sự thật hay vu khống người khác, vậy tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Thì tôi cũng đặt ra cái câu hỏi tại sao mà nếu như bà Hằng mà tố cáo sai ông Nguyên, tại sao ông Yên ổng không dám gọi là tố cáo ngược lại bà Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Xin? Tại sao thời đó ông Yên không dám nói ông Yên ổng hiền? Cô chú anh chị có tin không? Trời ơi, cái thằng chuyên gia chùm lừa đảo mà hiền, chẳng qua là nó thấy gọi là cộng đồng xã hội lên án và bản thân nó đó thì nó lại càng không muốn dính vào những cái câu chuyện pháp lý nó gây ồn ào. Thanh danh nó thì cũng đã mất trắng rồi. Cô chú anh chị, bây giờ có đi kiện cáo bà Nguyễn Phương Hằng đó thì cái câu chuyện mà chứng minh được cái sự trong sạch của nó cũng hoàn toàn không có. Chứ để nói rằng trời ơi ông Yên mà ông hiền, cái thằng chuyên gia đi lừa đảo mà hiền, cô chú anh chị, lừa đảo người dân, lừa đảo hết người này người kia, kể cả giới nghệ sĩ nó cũng lừa luôn, mà nói rằng là nó hiền. Tôi không biết rằng thằng Nguyễn Sinh này thì nó đang suy nghĩ cái gì. Bởi vì chung hội chung hiền thì có khác, chung với các anh nghệ sĩ, cho nên là bản thân gọi là anh Xin này ảnh có những cái suy nghĩ nó khác. Nhưng mà tôi cũng đặt ra câu hỏi đi, tại sao Võ Hoàng Nguyên không dám đi kiện bà Nguyễn Phương Hằng? Làm sao nó dám, cô chú chị? Làm sao nó dám? Cái việc đơn giản nhất là cái việc chứng minh nó có chữa hết bệnh hay không mà bản thân nó còn không dám mà. Tại vì sao? Tại vì cái câu chuyện nó chữa bệnh hết bệnh là không có thật. Người ta sẵn sàng bỏ ra cả gọi là tài sản, nửa gia tài. Ông Huỳnh Duy Dũng bỏ ra nửa gia tài, rồi có người người ta bỏ ra nguyên cả tài sản của người ta, chỉ cần chữa cho con cháu người ta hết bệnh thôi. Nhưng mà thằng Võ Hoàng Nguyên nó có dám lên tiếng đâu, nó có dám đi chữa bệnh đâu, cô chú anh chị. Bởi vì đơn giản là nó chữa không hết bệnh thì làm sao mà gọi là dám gọi là đi tố cáo ngược lại bà Nguyễn Phương Hằng. Cái đơn giản là cái chứng minh nó chữa hết bệnh người ta hay không mà nó còn không dám. Mà ở đây nói trời ơi ông Nguyên ổng hiền, hiền mà nó đi lừa đảo mấy chục năm trời không ai biết nữa. Ở đây đó tôi nói cô chú anh chị, dù như thế nào thì chúng ta cũng phải thừa nhận với sự thật khách quan. Những cái cá nhân này không thể gì bị ghét bà Nguyễn Phương Hằng mà đó đi lại gọi là phủ nhận cái việc gọi là thằng Võ Hoàng Yên lừa đảo, đúng không cả nhà? Không thể gì ghét bà Nguyễn Phương Hằng mà phủ nhận đi những cái việc làm tố cáo vô cùng chính xác của bà Nguyễn Phương Hằng về cái câu chuyện của thằng Lang Băm Võ Hoàng Yên, hay là cho đến cái câu chuyện mà anh HL 14 tuổi,
không thể dùng cái câu chuyện này để che lấp đi những cái sự việc mà đã quá rõ ràng, đó là một cái sự thật không thể nào chối cãi. Chúng ta thấy rằng là Nguyễn Sim này đa số thì nó dùng những cái câu chuyện khác nhau để đánh lận con đen, để che mờ đi sự thật. Thứ nhất là trong cái câu chuyện của Võ Hoàng Yên này, cho đến là một số cái câu chuyện của giới showbiz Việt. Bởi vì sao? Tụi nó chung hội chung thuyền mà, thì làm sao tụi nó không binh nhau được cả nhà. Cho nên là nó lại dùng những cái câu chuyện mà khác đó, thì nó lại lấp lửng đi, che mờ đi những cái sự thật mà bà Nguyễn Phương Hằng đã vạch trần ra. Chính vì cái lẽ đó mà chúng ta thấy rằng là khoảng thời gian gần đây là Nguyễn Sim đó lại muốn lôi kéo cái câu chuyện bà Hằng sang cái sự việc của ông Thích Chân Quang. Bởi vì đó, bản thân nó bây giờ đó cô chú anh chị không thể nào mà lôi ra hay là môi móc gì cái câu chuyện của ông Thích Chân Quang nữa. Và nó không đưa cái câu chuyện này đi đến hồi kết. Chúng ta còn nhớ rằng đó là cái thời điểm mà Nguyễn Sim cũng gọi là làm dằn lòng giữ vấn đề Tỉnh Thất Bồng Lai mấy năm trời, nó cũng không cho ra một cái kết quả cuối cùng, đúng không cô chú anh chị? Thì thời điểm đó thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã lên tiếng, thậm chí là khuấy động cái câu chuyện này lại, thì sau đó đã có một trong những cái kết quả đó gọi là rõ ràng cho đến ngày hôm nay đó. Thì chúng ta thấy rằng là cái khả năng của thằng Nguyễn Sim này nó cũng chỉ dừng ở một trong những cái mức độ là liên quan đến những cái cá nhân, những cái câu chuyện nó tham gia đó. Không có đủ những cái gọi là cái trình độ hay là một cái tài năng để đưa cái câu chuyện đến hồi kết, rồi nó mượn tay người này mượn tay người kia để gọi là tấn công, lấy cái câu chuyện này gắn cái câu chuyện khác. Cũng giống như cái sự việc mà khi bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng về ông Thích Minh Tuệ đó, thì Nguyễn Sim nó nói rằng là trời ơi, là nó lại muốn đẩy cái câu chuyện qua ông Thích Chân Quang để mà đưa cái câu chuyện ông Thích Chân Quang đến hồi kết. Tại vì bản thân nó không có thể làm được, có thể nói rằng đúng là nó bất tài để đưa cái câu chuyện, một câu chuyện như là ông Thích Chân Quang hay cả cái vấn đề của Tỉnh Thất Bồng Lai đi đến một cái hồi kết nhất định, thì nó không làm được cái vấn đề đó. Cho nên nó muốn hướng lái dư luận sang cái câu chuyện ông Thích Chân Quang và muốn lôi bà Nguyễn Phương Hằng sang một câu chuyện khác. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái câu chuyện của Nguyễn Sim này là câu chuyện cá nhân của nó, và việc của ông Thích Chân Quang đó thì cơ quan chức năng người ta cũng đang quá trình làm việc, từ từ cũng sẽ có kết quả mà thôi, thưa cả nhà. Nhưng mà thằng Nguyễn Sim đó thì bởi vì nó muốn gọi là dạng như là lập công lấy lòng của khán giả, cho nên là cứ gọi là viết những cái bài tấn công hết người kia, có nghĩa là hùa theo đám đông đó cô chú anh chị, chỉ là hùa theo đám đông thôi. Còn cái tôn trọng cái sự thật khách quan đó, của một người mà thật sự gọi là, nếu một người làm báo đó thì cái vấn đề đó chính là tôn trọng sự thật khách quan thì hoàn toàn không có. Cũng giống như cái câu chuyện ngày hôm nay, cái việc mà bà Nguyễn Phương Hằng đi hay là ông Huỳnh Dũng đi có đi tố cáo người khác hay không, mà theo cái thông báo mới nhất đó chính là những cái lời khuyến cáo đến người dân không nên chia sẻ những cái tài khoản mạng xã hội có những cái thông tin chứa đựng những cái thông tin này, bởi vì Đại Nam đã khẳng định đó là những cái thông tin bịa đặt xuyên tạc, và nếu như ai mà cố tình chia sẻ thì có vấn đề pháp lý thì họ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chúng ta thấy rõ ràng là như vậy. Những cá nhân thì cũng vô cùng quen thuộc mà thôi, thì có thêm một số những cái cá nhân mới, đặc biệt là nền tảng TikTok, mà thời điểm hiện tại đó thì các cơ quan chức năng đang siết chặt đối với một số các nền tảng mạng xã hội này, đặc biệt là những mạng xã hội xuyên biên giới, YouTube, Facebook và TikTok, toàn là những cái thông tin bịa đặt không, và chúng ta thấy thậm chí là giả dạng luôn cả cơ quan chức năng nữa. Đó là những cái lời mà gọi là lấp đựng lấp liếm của Nguyễn Sim, mà mình có thể nói rằng nếu như thật sự công tác từ một cái gọi là một nhà báo hay là một cơ quan báo chí nào đó, hay là cộng tác viên nào đó, thì chúng ta thấy rõ ràng Nguyễn Sim này chưa hội đủ một yếu tố của một người làm báo, đó chính là trung thực và tôn trọng sự thật khách quan là hoàn toàn không có, đúng không cô chú anh chị? Còn đối với một số những cái cá nhân khác đó, mình thấy rằng là cũng có như là Đinh Lan nè, Thám Tử Cao nè, hay là Trang Vina, số người thì cũng có lân lời đáp trả đối với cô Nguyễn Phương Hằng. Thám Tử Cao thì nói rằng là đây là cái văn bản giả. Tại sao mà tổng giám đốc mà là
ông Dũng ký tên, tại sao không phải là bà Hằng? Ông Dũng phải là chủ tịch hội đồng quản trị chứ, tại sao tổng giám đốc lại là Huỳnh Uy Dũng này kia? Rồi tại sao danh sách lại in màu? Ồ, công ty gì mà giàu quá trời, sao mà giàu dữ vậy, tại sao có luôn máy in màu? Tôi thấy rất là buồn cười với những cái trình độ của thằng Thám Tử Cao. Sừng Thám Tử là nghe rất mệt quá, dẹp luôn đi Thám Tử Cao ơi. Cái việc mà công ty người ta, công ty ngàn tỷ, cái máu in máy in màu đâu có nhiều tiền đâu cô chú anh chị. À, vài triệu quạt có cái máy in màu rồi, in ra một tờ giấy để có màu rồi, chuyện bình thường mà. Rồi sau đó thì cái câu chuyện mà ông Huỳnh Uy Dũng hay là bà Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc, cái điều này vô cùng đơn giản thôi. À, công ty người ta có hai tổng giám đốc, tổng giám đốc thứ nhất và tổng giám đốc thứ hai, kể cả ông Huỳnh Uy Dũng kiêm luôn những cái chức chủ tịch hội đồng quản trị. À, rõ ràng là như vậy. Cho nên cái việc mà tổng giám đốc là ông Dũng hay là bà Hằng ký đều như nhau. Chúng ta còn nhớ rằng là khi mà bà Nguyễn Phương Hằng vướng vào lao lý thì ông Huỳnh Uy Dũng chính là tổng giám đốc cũng như là chủ tịch hội đồng quản trị. Và khi bà Hằng trở về, giấy bổ nhiệm được quay trở lại thì á, lúc đó đó là có hai tổng giám đốc, tổng giám đốc thứ nhất và tổng giám đốc thứ hai. Tất nhiên là đó chính là bà Hằng và Huỳnh Uy Dũng rồi cô chú anh chị. Còn Đinh Lan thì cho rằng đây là những cái tờ giấy mà bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng để mà đe dọa hoặc là hù dọa người khác. Thì đây á, tôi nói cô chú anh chị, trên thực chất đó, người tiên người ta đã khuyến cáo và thông báo những cái điều này đó, người ta tuyên bố rằng lập vi bằng rồi đó ha. Thì trên thực chất là người ta đã có thông tin và đã lập vi bằng hết rồi thì người ta mới đưa ra cái khuyến cáo này. Nếu như mà còn có những ai mà cố tình bịa đặt, cố tình vẫn tấn công và khinh thường và xem thường việc mà người ta khuyến cáo như vậy thì chẳng khác nào họ đang xem thường pháp luật cả. Có nghĩa rằng là việc mà họ xem thường những cái thông báo từ phía Đại Nam về cái vấn đề mà liên quan đến pháp lý đó thì chẳng khác nào họ đang xem thường pháp luật. Thì họ cho rằng pháp luật như là chơi, và những cái thông báo đó dường như là nó không có hiệu lực, không có gọi là cái gì mà nó quá nặng nề với họ. Họ không có sợ. Họ cho rằng là cái việc này không có sợ, kiện không có gì đâu. Trời ơi, bà Hằng trước giờ bà kiện bao nhiêu người, có hay bị gì đâu mà bây giờ lo lắng làm gì, làm kiếm tiền trước đã. Có nghĩa bây giờ tấn công bà Nguyễn Phương Hằng làm trên mạng xã hội để kiếm tiền trước đã, lỡ có gì đó thì bị phạt hành chính thôi mà, là kia kia nọ, kiểu kiểu là như vậy đó cô chú anh chị. Thì để tôi coi rằng là với những cái thái độ và những cái hành động này đó thì phía cơ quan chức năng họ sẽ xem xét ra làm sao với những cái mức án và mức hình phạt nó như thế nào để cho nó hợp lý. Bởi vì theo cái thông tin đó thì đây là, tôi nhắc lại cho cô chú anh chị nhớ rằng đây là doanh nghiệp chứ không phải là cá nhân. Người ta thông báo theo danh nghĩa đó chính là doanh nghiệp. Khi mà cô chú anh chị đánh phá một doanh nghiệp, tấn công một doanh nghiệp trên danh nghĩa của người ta đó, người ta đã làm đơn khởi kiện, làm đơn để yêu cầu xem xét, thì đầu tiên đó chính là cơ quan chính quyền địa phương, họ sẽ chủ động để mà xem xét những cái tài liệu được cung cấp từ phía doanh nghiệp này từ ra đó là có hợp lý hay không. Chúng ta được biết rồi, một doanh nghiệp lớn như là công ty cổ phần Đại Nam đó, thì tất nhiên đó là sẽ xem xét kỹ càng để bảo vệ cho doanh nghiệp. Đó là những cái lời mà tôi muốn nói, mà muốn nhắc nhở đến một lần nữa. Để không thôi á thì hối hận đó, nó cũng quá là muộn màng. Đặc biệt là một doanh nghiệp lớn như là Đại Nam cũng như là bản thân ông Dũng mà đã ra tay đó, thì tôi tin chắc rằng sẽ có câu chuyện để xem. Trong cái danh sách mà 100 người đó, đó thì mình nghĩ rằng đó cũng có thể đó là cũng sẽ là tượng trưng một vài cá nhân nổi trội thôi. Ví dụ như là Đinh Lan hay là Hoàng Duy Hùng, Hoàng Sáu hay là Nguyễn Xin, những cái nhân vật mà nó thể nói là nổi tiếng và nổi trội, lợi dụng cái sức ảnh hưởng của mình để dẫn dắt lôi kéo khán giả tin vào những điều mà mình đưa ra. Cũng giống như khoảng thời gian gần đây là Nguyễn Xin tung ra cái tin đồn đó là bà Nguyễn Phương Hằng có thai để đối phó cơ quan chức năng. Và theo cô chú chị thấy rằng đó là phải thông tin bịa đặt hay không? Đó, cách đắng đợn luôn đó. Bởi vì mình nói rằng cái thằng Nguyễn Xin này là những cái kẻ gọi là lập lờ, đánh lặn con đen, đưa thông tin bịa đặt vào mục đích cá nhân riêng, chứ chẳng phải gọi là làm người nổi tiếng gì quý vị, như là quý vị đang nghĩ. Trên thực chất là thằng này là của một gọi là một cái nhóm lợi ích mà rất là ghét bà Nguyễn Phương Hằng. Tại sao ghét vậy? Tại vì bà Nguyễn Phương Hằng đã đụng chạm đến lợi ích của tụi nó, từ cái câu chuyện của các ca nghệ sĩ cho đến cái vấn đề của Võ Hoàng Yên,
Chúng ta thấy rằng nó còn binh vực ông Võ Hoàng Yên đó, nói rằng trời ơi ông Yên cũng hiền, trời thằng Yên mà hiền. Ở đây để cô chú anh chị để lại ý kiến bình luận cho mình được nghe rằng Võ Hoàng Yên có phải là một kẻ hiền hay không ha. Rồi thì đó là cái nội dung buổi sáng ngày hôm nay. Thanh Quyền xin phép gửi đến quý vị sơ sơ những cái lời đáp trả đối với cô Nguyễn Phương Hằng. Thì phần tiếp theo đó, trong video sau mình cũng sẽ gửi đến cụ thể hơn chi tiết, như là Trang Vina cho đến là Đinh Lan cũng có lời đáp trả với bà Nguyễn Phương Hằng như thế nào. Và mình đánh giá chung đó rằng khi mà họ gọi là xem thường cái thông báo này của Đài Nam, chẳng khác gì họ đang xem thường pháp luật cả, thưa cô chú anh chị.